Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2021. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu một số mẫu đôn kỷ để nọ hoa cây cảnh cũng như để tượng gỗ được làm bằng, hoặc là để những đồ xanh sứ được làm bằng chất liệu gỗ hương ta 100% và gỗ mun. Toàn những chất liệu gỗ quý hiếm. Ngoài những cái mẫu đôn này ra, Thành Luân còn rất nhiều những mẫu đôn khác. Và hiện tại Thành Luân chỉ quay một số mẫu đôn thôi. Còn các bác nào có nhu cầu mà muốn sở hữu những mẫu đôn đẹp và đỉnh cao như thế này thì liên hệ với cả Thành Luân để Thành Luân sẽ gửi những cái mẫu đôn đẹp cho các bác xem. Tất cả những cái mẫu đôn gỗ mà Thành Luân làm trưng bày đây đều được làm bằng chất liệu gỗ quý hiếm. Thứ nhất là gỗ hương đỏ Lào và gỗ mun Lào, gỗ chắc Lào và gỗ hương đá của Nam Phi. Toàn những gỗ quý thôi. Đây là một trong những chiếc đôn tròn và đôn vuông chữ nhật mà Thành Luân quay một cái video ngắn để giới thiệu với tất cả các bác xem qua màn hình thấy được. Các cái mẫu mã đôn của Thành Luân rất là nhiều. Ngoài những cái mẫu mà quý vị đang xem ra, Thành Luân còn rất là nhiều những mẫu khác nhau. Rất là nhiều những mẫu khác nữa nhưng mà chưa bày ra đây. Những đôn vuông rất là nhiều nhưng mà chưa có. Ví dụ trong kia là một cái đôn vuông cao 1m này. Và kích thước thì rất là nhiều nhá. Đây là Thành Luân chỉ quay tạm nhà thôi, còn kích thước có để các bác có thể đặt theo yêu cầu. Bây giờ Thành Luân sẽ quay chi tiết từng mẫu một. Đây là một trong những mẫu đôn sen. Đôn này gọi là đôn hoa sen, mẫu đôn hoa sen bằng gỗ hương đỏ của Lào. Ở cao là 80 phân và ngoài chỉ cao 80 phân ra thì Thành Luân có loại cao 1m và cao 60 và cao 50 tùy theo yêu cầu khách hàng đặt. Ví dụ như đôi cao 80 như này, mặt tròn 30 là Thành Luân bán với giá là 2 triệu một chiếc bằng gỗ hương ta hay còn gọi là hương đỏ Lào. Và phía trong kia là hai đôi đôn tròn 5 chân bằng gỗ hương, mặt rộng 35 và cao của nó là cũng là 82 phân. Ở Thành Luân cũng bán với giá là 2 triệu một chiếc. Đôn này mặt 35 là 2 triệu. À, cái đôn bên trên này là cao 50 phân, mặt 30 thì Thành Luân bán với giá là 1 triệu. Rất là hợp lý bằng chất liệu gỗ hương nào, nếu mà hương đá Nam Phi thì vào 800. Và phía trên này là một đôi đôn đèn, đôn hoa sen bằng chất liệu gỗ mun nào 100%, cao 80 thì Thành Luân bán với giá là 10 triệu 500 một đôi. Và các bác nào, riêng cái chất gỗ mun nào thì nó cũng có rất là nhiều mức giá. Vân càng đẹp càng đắt, mà vân không có vân thì rẻ hơn. Ví dụ như đôi này là vân đẹp, chọn vân hoa ra báo vì Thành Luân là một trong những đơn vị chuyên sản xuất về gỗ mun. Nếu như mà đôi đôn này là đôn vân VIP nhất rồi, là giá là 10 triệu 500, còn VIP nữa thì vào 12 triệu, và bình dân hơn thì 9 triệu và 8 triệu, nó bán theo vân. Như đôi này cao 80, mặt 30 thì Thành Luân bán với giá là 10 triệu 500, là đôi vân rất là đẹp. Phía trong này là một cái đôn mặt 35, cao 70 thì giá bán rẻ hơn, thì vào 1 triệu 8 một chiếc. Và một cái đôi đôn mặt vuông 30, cao 80, mặt này là vuông 30 này, cao 80 thì Thành Luân bán với giá là 1 triệu 1 một chiếc bằng gỗ hương nào, rất là giá trị. Và các bác nào muốn biết xem những mẫu nào nữa thì có thể comment vào Zalo. Em sẽ gửi cho các bác tất cả những mẫu đôn mà bên em đang có, rất là nhiều. Đôn kỷ, đây các kỷ tròn như thế rất là nhiều. Mặt kỷ tròn này từ 12, 13, 14, 15, 16, 18 và 20, rất là nhiều mẫu kỷ đây. Thành Luân đang có rất là nhiều. Ví dụ như cái mặt này là mặt 24, loại đẹp, đục tay như thế này thì giá bán là 450.000 một chiếc. Còn loại rẻ hơn em cũng có. Vì năm ngoái Thành Luân không có thời gian để quay lên những các cái đôn này, cho nên rất nhiều bác hỏi đôn và Thành Luân không làm kịp. Và hôm nay là Thành Luân mới có thời gian để quay những cái đôn này để giới thiệu với tất cả những khách hàng ở trên toàn quốc thấy được là bên em sản xuất rất là nhiều những cái đôn kỷ để đồ chơi, gốm sứ, tượng gỗ, nọ hoa rất là đẹp. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110 0389. Đồ gỗ Thành Luân tại cơ sở 1 chính là xưởng sản xuất nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những mẫu đôn mà bán chạy nhất của năm 2020 mà Thành Luân bán rất là nhiều. Ngay bây giờ sau clip này Thành Luân sẽ bàn giao luôn 10 chiếc cho khách tại Hải Phòng để những chiếc đã đánh penny bóng 7 năm nay nhỉ. Đây là cái đôn mặt tròn 30, đôn này bán rất là chạy, để ngồi cũng được, để nọ hoa, để cây cảnh, để tượng, để lồi cơm điện, rất là nhiều những cái để rất là tiện. Với một cái giá bán thì rất là hợp lý, chỉ có 1 triệu, 1 triệu 1 một cái thôi.
tùy theo độ cao. Ví dụ như cái chiều cao 50 là 1 triệu một cái, chiều cao 40 là 900 ngàn một cái, mặt 30 là rất là nhiều mức giá cho các bác lựa chọn rất nhiều. Và Thành Luân xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các khách ở những đoạn video clip sau. Các bác chỉ cần nhắn vào Zalo cho em thôi nhé. Các bác không cần phải gọi điện, vì gọi điện em không thể nhớ hết được. Các bác lưu ý, em xin lưu ý là các bác chỉ nhắn vào Zalo cho em cái mẫu đôn. Các bác thích mẫu nào các bác có thể chụp lại màn hình và gửi vào Zalo cho em theo hai số điện thoại Zalo. Em sẽ báo giá chính xác cho các bác. Tại vì đôn này rất là nhiều kích thước khác nhau nên là nói thì em cũng không nhớ hết được. Các bác cứ chụp vào Zalo và gửi lại cho em là em báo giá chính xác tại thời điểm ngay lúc mà các bác muốn mua.